chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày họp chợ, hai mẹ con mình đi chợ để mua trái cây, cá với lại một ít đồ ăn và mua lotto. Thì chút nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn đây là cái chỗ bán hồ tiên nè, chả cá. Cái này tốt ăn này nên gọi á. Tốt ăn này nên là méo của cô. Tốt ăn méo của. Đây là nước sốt. Cái cục uống chung về tiếng Nam sốt sốt tốt có thể. Không kìa. Cái cục. Ketchup. Nè. Đây là ketchup nhỉ, ketchup. Ketchup, cái này mustard, chili. Nè. Cái này mạnh mẽ sốt. Cái cục, giá căn về tiếng Nam mát thì tốt có thể. À, mát tốt có thể. Nè. Còn bên này là cái chỗ của chồng gì này chiên với lại làm ổ ten. Làm xong rồi chiên rồi bỏ qua bên đây cho gì này bán. Hai chồng bán rất là đắt. Chỉ bán cho ngày họp chợ thôi. À, mọi người thấy khách vô nữa rồi đó. Khách liên tục luôn. Còn đây là cái chỗ bán lô tô. Bên Việt Nam mình gọi là vé số 6 con á. Mọi người thấy hai cái số 2 dán trước cửa không? Đó chính là những cái lần mà người ta đoạt giải nhì á. Khoảng 70-80 ngàn đô. Thì hôm nay hai mẹ con mình đạp xe đi chợ. Tại nhà gần chợ mà mình không thể nào một tay dắt thì hơn một tay xách đồ nặng được á. Cho nên bỏ lên xe và mua đồ bỏ vô gỗ rồi dắt về. Đó. Theo dạ. Thì Theo đang ngồi, đang ngồi ten. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Đang ăn gì vậy? Món mốc của Issa? Ồ đèn. À, ồ đèn mốc của Issa? Dạ. Ồ mà kì tài á. Ồ mà lúc tôi sao của Issa? Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô để cho mọi người xem cách mua ha. Trong quán không có ai hết. Có mấy cái bàn để người ta ngồi, người ta mua nè. Ghi số rồi đó. Xe không? Để nó chân nâng ở đây cho. Dạ, dạ. Bà chủ bà cứ sợ là mình quay cái mặt của bà. Lotto hát nhung băng bóp. Đã đang xa đâu anh thầy cả đi khi chơi rồi. À, bốn chín đè. Nè, mọi người thấy ở đây nó có 5 dãy số. Mỗi dãy là 1.000. Được đánh số thứ tự từ 1 tới 45. Mình sẽ chọn 6 con trong tổng số 45 con này và chọn 6 dãy như vậy. Thì nếu mà chúng được dãy nhất á thì được thấp nhất là 1 tỷ mấy trăm triệu tiền hàng, tùy vào cái lượng người mua của tuần đó. Tuần này thì chỉ có 1 tỷ 400 triệu thôi, còn cái tuần nhiều nhất là tới 4 tỷ 700 triệu là rất là nhiều luôn. Dãy nhì thì được khoảng 7-80 ngàn đô, 70-80 ngàn đô cũng chừng. Còn giải 3 thì được 1 triệu mấy đó, khoảng 1.000 mấy đô. Giải tư thì 50 ngàn, khoảng 50 đô. Còn giải 5 á thì gửi vốn 5 ngàn. Nhưng mà không nhất thiết là phải mua 5 ngàn một tờ. Mình muốn mua mấy ngàn mình mua à. Tờ giải 1 ngàn đó, mua 1 ngàn cũng được, 2-4 ngàn cũng được, tùy. Đằng đó có máy nước cho người ta uống nữa đó. Khách vô đa phần là mấy ông đi làm công ty. Chào tao ngồi trên anh chưa xe ạ. Chào tao ngồi trên ạ. Mẹ ăn vui nè. Số của mình. Như cô mọi á. Lotto. Cái này mình mua tự động nè, máy nó tự lựa nè. Mà sao biết hết trơn rồi. Đi bụi luôn. Cho em về cắt bụi luôn. Ai, không biết bao giờ mới trúng đây. Hôm nay mình sẽ nấu một món ăn mà người Hàn họ thường hay ăn vào những ngày trời lạnh mà lại chán cơm á. Đó là món phở. Nhưng mà thực ra là nó giống món mì hơn. Thì bây giờ đầu tiên á là nấu cái gì mà cần nước ngọt á thì một lần cũng như mỗi lần. Đó là con cá này. À, con cá này với lại có vài con vô. Con cá khô nè. Với lại cái cọng cọng này. Cọng tà xí mà. Rồi, bây giờ mình đợi cho nó sôi lên. Thấy ha.
Đây, nồi nước lèo sau khi nó đã sôi thì mình đã vớt sạch sẽ rồi. Bây giờ mình để đây, mình chuẩn bị qua cái phần nguyên liệu ha. Còn này là cọng mì nè. Mọi người thấy ở ngoài bao bì nó có để hình con nghê với con tôm nè. Nấu cái này thì có tới 11 loại lận. À, không phải 11 loại mà là hơn cả chục loại. Mình có thể nấu với thịt bò, thịt gà, con nghêu này, rồi nấu với kim chi đã chín lâu năm, rồi nấu với nấm, rồi nấu với cái gì nữa. Nói chung là cũng mười mấy loại. Thì hôm nay nhà mình hết nghêu rồi cho nên mình sẽ nấu với nấm. Bây giờ mình sẽ xé cho mọi người xem ở trong như thế nào ha. Cái này mẹ chồng mình làm rất là giỏi. Bà ấy tự nhồi bột rồi tự cắt ra luôn. Những ai mà khéo tay á, thì có thể làm được cái cọng mì này ở nhà nè mọi người. Nhưng mà mình thì bó tay rồi. Mọi người xem kỹ cọng mì ha. Ai mà có muốn làm theo á, thì có thể làm. Nè, cọng mì nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu chuyển qua phần tiếp theo rồi chuẩn bị nấm ha. Rồi, bây giờ đây là nguyên liệu để nấu nè. Tại vì mấy lần trước mình cũng có làm nhiều rồi cho nên sẽ không có quay lại làm chi cho mất công thời gian nữa. Cho nên làm chuẩn bị sẵn luôn. Đó, xong xuôi chưa rồi đó. Ở Việt Nam mình nè, hành lá nè, bí non nè, với 4 loại nấm. Rồi, bây giờ bắt đầu bỏ lên nấu ha. Liền ngay và lập tức luôn, đánh nhanh gọn lẹ nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho cái nồi này, nước lèo này nó sôi bừng lên ha. Còn đây là một số cái nguyên liệu mình sẽ bỏ vô, mình nêm. Gồm có cúc canh chan, nước tương mình dùng để khi mà mình nấu lẩu, nấu phở đồ này kia đó, mình nêm vô cho cái nước nó ngon á, hoặc là mình dùng để làm rau trộn rồi đó. Còn đây là tương ớt, gochujang, tiêu, huzu, bột ớt, gochugaru, đậu tương, doenjang. Này là cánh trang nha mọi người, dành cho những bạn nào mà đang học tiếng Hàn á. Rồi bây giờ nước sôi thì mình sẽ nêm những cái này vô. À, còn một loại nữa. Tỏi, manu. Đó. Nước sôi à, bây giờ mình bỏ vô nè. 2 muỗng bột ớt. Ôi, nó sôi lên quá. Nhưng mà hôm nay mình nấu một mình ăn à, cho nên bỏ chừng muỗng chút xíu thôi. Theo là một chút xíu đậu tương. Chút xíu thôi. Tại vì hôm nay có mình ăn à. Rồi. Một muỗng tương ớt. Gochujang. Một muỗng một ít tỏi, khoảng nửa muỗng tỏi. Và khoảng một muỗng canh chan, nước tương. Rồi. Nếu mà chút xíu nữa mà mình ăn mà mình nêm lại mà thấy nó lạc á thì mình có thể bỏ muối vô thêm. Rồi giờ nêm vô đi rồi. Rồi xong xuôi ha. Bỏ nấm vô đi, nó sôi rồi. Bỏ nấm vô. Hô bát luôn. Còn cọng mì nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ mì vô mình nấu luôn. Nhưng mà trước khi nấu á thì phải là phải rửa qua sơn gì nè, cho nó sạch đi ba cái bột mì á, để cho cái nước dùng mình nó sẽ trong. Còn mình không rửa mình bỏ vô luôn á là nó cái nước trắng trắng này nè, nó trộn với cái nước dùng á, nó kỳ lắm, nó không ngon. Mình sẽ rửa lại. Rồi, bây giờ mình bỏ vô luôn nè. Dùng cái giá trộn đều tất cả mọi thứ lên. Bây giờ đợi cho nó sôi thêm cái nữa. Giờ nó sôi dữ rồi ha.
Mình đợi tầm khoảng 5 phút là nó chín à. Giờ để mình vớt bọt ra cho nó sạch một cái. Quậy quậy lên để hơn bột mì nó chín ở dưới nó bị khét lít á. Bột mì. Đợi tầm 5 phút. Chưa vậy trơn là nhìn thấy cũng hấp dẫn rồi ha. Cái món này mà ăn vào mấy cái ngày trời lạnh á, gió lạnh thổi á, ăn cái này vô ấm, giải cảm luôn. Người Hàn ăn cái gì cũng phải có màu đỏ chứ. 10 món hết 8 món là có màu đỏ rồi. Trắng quá là họ sẽ không ăn được. Kiểu cái nó kỳ kỳ á, không phải như mình. 5 phút đã trôi qua, nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ gãi nhẹ lên một lớp hành. Hành baro á. Tại vì được mấy bạn bên Việt Nam chỉ gọi là hành baro. Rồi xong, bây giờ mình sẽ múc gato ha. Tắt bếp cái đi. Đó. Mà xích sơ bối nè. Trông rất là ngon ha mọi người. Giờ mình sẽ múc gato. Đây nè, mà khỏi cần múc chỉ mất công hả? Cái nồi này là vừa đổ qua là vừa đúng cái tô luôn nè, để mình đổ ụp luôn nè. Một phát ăn ngay, nhanh gọn lẹ. Còn dính lại mấy cọng. Kệ bà đi. Ồ. Bây giờ Phan bưng ra đây cái. Đây. Để gãi nhẹ lên và cộng hành. Thêm vài lát ớt Việt Nam mình nữa nè. Đây là ớt Việt Nam mình. Đó. Tiêu nè. Bây giờ chỉ cần mình trộn đều lên và thưởng thức thôi. Đó. Cọng mì nó hơi bị gã nè. Phải cái này nó còn nguyên cọng mới ngon. Không biết sao nó bị gã vậy ta. Đây, còn cái thằng này nó tranh thủ lúc mình nấu ăn sơ sức không để ý ha. Không biết tìm ở đâu ra được cái máy tính bảng này để bắt hoạt hình coi nè. Mà mình đã giấu kỹ rồi mà. Trong kẹt, trong hốc gì mà nó cũng lôi ra được. Mà nó cũng hay thiệt chứ. Cái thằng này thiệt tình chứ. Nó ghiền nè, coi nó ghiền nè. Giấu trong cái kẹt tủ mà nó cũng moi ra được. Thằng này nó hay thiệt. Mày mốt giấu trên đầu tủ luôn cho mày khỏi lấy luôn nè. Lợi dụng lúc mẹ mày đang nấu ăn bắt đầu mày bật lên coi liền ha. Hết biết cái thằng này à. Theo. Ê. Theo. Theo. Hô. Để dụ nó ăn cái này cho nó cay. Thử thách ăn cay của thầy Hô. Để xem thầy Hô có ăn cay được không nha mọi người. Theo dạ. Để coi nó có ăn được cay không nha. Ông mà tát cho kia. Cay không? Theo mấy quá. Một chiếc mà ăn xong, một chiếc mà mua mua con. Tức cậu ơi, tức cậu tay. Tức cậu ơi. Tôi mua con lè. Hôm nay mình quay trực tiếp nên có gì sơ suất thì mọi người thông cảm giùm mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt mọi người. Okay. 보지 마, 꺼라.